Đây là hơn 100 triệu đang ở trên bàn của tôi. Và hôm nay unbox hết toàn bộ những cái sản phẩm này luôn. Z Fold 6 hơn 40 củ, Z Flip 6 gần 30 củ, Watch Ultra 17, 18 củ. Rồi thêm cả mấy cái này nữa là đảm bảo hơn 100 triệu luôn. Unbox thôi nào. Và đây là Z Flip 6 và Z Fold 6. Cơ bản là mình đã trên tay nhanh cho mọi người cả hai chiếc smartphone này ở trong cái thời điểm mà vừa ra mắt rồi. Còn hôm nay unbox tại đây là hàng chính hãng luôn nha. Thì có một số điểm mà mình muốn nhận định với anh em như thế này. Z Fold 6 năm nay có sự thay đổi về ngoại hình cũng khá là rõ rệt đó nha. Đó chính là nó vuông vức hơn, nó nhìn sang hơn và đặc biệt là cái màu sắc bây giờ nhìn nó đẹp hơn. Đặc biệt là phiên bản màu hồng là cái màu mà tôi rất thích. Bỏ tổ không có ở đây. Nói chung là ngoại hình của cả hai con máy này bây giờ nhìn nó vuông hóa hơn, mọi thứ đều được phẳng hơn, vuông vức hơn và nhìn nó đúng là đẹp và sang hơn thật. Nhưng mà ngoại hình thì gần như là nhìn qua có khi là đeo ốp vào ấy, chả khác gì năm ngoái luôn. Tiếp theo, unbox đồng hồ. Và đây là Galaxy Watch 7 và Galaxy Watch Ultra. Galaxy Watch 7 thì hôm nay ngoại hình nó có vẻ là nam tính hơn, đặc biệt là cái phần dây này nhìn nó có cái sự thay đổi rõ rệt. Còn về kiểu dáng của đồng hồ thì nó không khác biệt lắm so với Galaxy Watch 6 năm ngoái. Và kích thước này cũng là phù hợp với nhiều cổ tay nha. Đặc biệt là tay nam của mình thì đeo rất ok luôn. Về những cái tính năng đo sức khỏe hay là về những cái tính năng gọi là tập luyện các thứ á, thì Galaxy Watch 7 vẫn sẽ có đầy đủ những cái tính năng đó. Và thậm chí năm nay còn được cải tiến hơn, đó chính là với cái phần cảm biến, nó có nhiều cảm biến hơn. Nên là nó sẽ đo được nhiều thứ chuyên sâu hơn, như là thậm chí là đo được cả giấc ngủ rồi, cũng như là kiểu tiếng ngáy rồi, và cũng như là đo rất là nhiều những cái chỉ số khác. Còn đây là quân bài để Samsung có thể cạnh tranh với Apple Watch Ultra. Và anh em có thể thấy là kiểu dáng của nó cũng rất là Apple Watch Ultra, đặc biệt là về cái màu ấy. Còn kiểu dáng thì không giống, chỉ là cái màu giống thôi. Viền Titan Red 5 này, mặt kính phủ sapphire luôn. Và độ sáng của màn hình này nó cũng rất là cao và kết hợp với nhiều thể loại cảm biến phức tạp ở phía bên dưới, thì nó sẽ giúp cho mọi người chuyên dành cho những cái chế độ tập luyện, nó hạ co lên rừng, xuống biển, lặn sâu các thứ vân vân. Thì đây là con đồng hồ dành cho anh em không biết là leo lên núi tuyết các thứ cũng được. Và nó cũng sẽ có tính năng đó chính là cảnh báo SOS các thứ đấy, chỉ cần giữ cái nút này. Tiếp tục unbox tai nghe. Và đây là Galaxy Buds 3, còn đây là Galaxy Buds 3 Pro. Con Buds 3 Pro nó chỉ khác ở chỗ đó chính là nó có thêm cái phần LED thanh ở ngay trên tai nghe, còn con thường á thì nó không có. Và một điều khác biệt nữa đó chính là Buds 3 thường thì nó là kiểu tai nghe earbud như thế này, tức là nó không có nút tai. Đó, thấy không? Không hề có nút tai gì cả. Nó chỉ là một cái tai nghe kiểu thoáng thoáng đeo như kiểu AirPods 3 ấy. Còn Galaxy Buds 3 Pro thì nó sẽ có một cái phần nút tai, tức là nó kiểu tai nghe in-ear, nên là nó cũng sẽ phù hợp cho những cái chế độ chống ồn, nó được ngon hơn. Và đây, nó sẽ có một cái LED thanh khi mà chúng ta đặt vào hộp sạc như này nè. Nói chung là nhìn thân tai nghe của con Buds 3 Pro chả khác gì với con tai nghe gaming của Trung Quốc luôn, nhưng mà nó đẹp. Và một số thay đổi khác nhìn nó chả giống gì với những con Galaxy Buds trước đây, đó chính là cái hộp case của nó bây giờ quá là khác biệt luôn, nhìn tương lai hơn. Và cái kiểu này á, lưu ý nha, dùng rất là dễ bị chầy nếu giữ không kỹ đấy. Và đặc biệt là cái case này thì phải lau chùi thật là kỹ nha, chứ không là nó dễ tắm bẩn lắm. Còn về tính năng các thứ thì cơ bản là nó cũng sẽ hỗ trợ Galaxy AI để chúng ta đeo cái tai nghe này lên thì người đối diện nói tiếng nước ngoài thì nó sẽ dịch ra tiếng Việt thẳng vào tai nghe của chúng ta luôn, hay đúng không? Còn về những cái tính năng khác thì nói chung là tôi chưa có test được, video này unbox thôi. Và đồng thời về những cái yếu tố âm thanh, chất âm các thứ thì yên tâm, những con này chơi được nhạc hi-fi chất lượng cao luôn nha. Và đó là một buổi unbox nhẹ nhẹ hơn 100 củ của tôi với những thiết bị mới ra của Samsung. Và nếu anh em thích xem những cái video unbox như này nữa thì đừng quên là bấm subscribe channel GZ nha. Mình là Gà Tổng, gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye.